Oh, my God.
Chín đó. Này thế, nó mới giống. Đây ra. Để cắt. Nó sau nó già già thì bạc đi, đừng để này nó vỡ hết. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
ะน้ำไหลม่วงหวานตะกวนอ่าไหลม่วงหวานตะกวนมาในเบรกนะไอ้กูมาในเรื่องดิเออเนี่ยสาวไปเซ็กให้กันในเลนหมดเฮ้ยเนี่ยกว่าได้ยินอ่ะได้ยินแบบไก่เลยไก่เที่ยวไหมกันทีตีเรือกันเลยเนี่ยหมวกกันได้ไหมช้าได้หมวกกันได้แก่เนี่ยไอ้หมวกถังจะได้ช่วงนี้ช่วงนี้ไม่ต้องเป็นanh làm cho một cái nhựa đấy không chị lấy hết mà lấy hết à làm gì vậy lấy hết cả tiền này cái này ra tiền này cái nào mà bán hết quả này đã kim bổ quả này đã cái này 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 cái nàyông về bán luôn rồi mảnh kia được cái đi về được ui quả này ngon hơn quả đấy mới ngon thấy chưa quả này ngon hơn này cái này anh cắt này cắt này ra lòng lòng quả tôi bắt đầu từ nước mưa ấy đâu thế này ôi trời ơi sao mày quen không mà mày giúp của cái đống đâu này thế đấy đấy mấy bèo đét ma nhỏ ô mày nhăn ký lên chứ đâu gấp hai cả hai cân tám hai cân tám con nó mà mua à hết rồicháu có điều kiện túi cơm nhá, các bạn người trẻ đây, ta thêm một miếng cho con chú này thôi, chia cho bà ấy cho lấy cho hai thằng mà cái phần của em đâu đây cái này là phần của em đâu mà bổ kết quả đấy cho em phần của em đâu cái nghe rồi em ơi đâu nhưng mà phải nhận hàng đi chứ để đây tốt rồianh em bớt đeo nhớ bé không muốn này rồi hết rồi hết rồi trẻ con này con này thằng này con khác ngồi trong đây này mà anh lấy mấy tạ ôi trời ơi mình là đi ăn ké vậy hết rồi không được tí nào cắt cho con ít đây cái đây bán nhiêu miếngđây còn hai miếng con cá con lại ra đây mua cá nữa mà chị thấy này đang mua cái này nó phải nó ngồi đây đây này là cá quần đấy rồi hiện tại kiểu cứ chạy thôiBia.
mà mà lấy một bao về chiều mai thôi ba ơi, hãy ăn thử này, ngọt lắm như này. Không cái như thế này này, cái mình bắt ra xong rồi cho lợn vứt đi làm phí. Cái nghiệp vùi nặng sắp chết về. Sắp chết về đến đây lại bảo vệ cho lợn. Thế là mất hai quả đấy. Hai quả. Rồi, thank you anh. Rất thơm nhưng mà nó cái bỏ mưới này châu châu nó ăn không nhỉ? Ăn mà. Cháu mang về cho mấy con lợn ăn. Thank you.
kia.
Thank you.